Môn Tâu hoàng thượng, Lưu Dung phạm tội khi quân, hoàng thượng chỉ giáng chức thì ân sủng ông ta quá. Lưu Dung dắp tâm phạm thượng theo nô tài, tội ấy đáng giết lắm ạ. Thôi thôi, hỏa thân. Chậm biết khanh tức tối Lưu Dung lắm, nhưng Lưu Dung đâu phải viên quan bình thường. Hoàng hậu ban cho ông ta sư tử vàng chặn giấy, khanh có không? Hơn nữa, không có chứng cứ gì, trị tội sao được? Ôi, có ai vẹn toàn cả đâu. Lưu Dung đáng ghét lắm chứ. Đúng thế ạ. Nhiều lúc ông ta làm cho trẫm tức điên lên được. Nô tài cũng tức lắm ạ. Người tài hiếm lắm. Việc xây đắp đê điều tiền đường, ngoài Lưu Dung ra không ai làm nổi. Thôi, khanh hãy nguôi giận đi. Người như Lưu Dung có thể dùng, có thể trị, nhưng không thể giết. Hoàng thượng sáng suốt, lời nói của hoàng thượng làm cho nô tài sáng mắt ra. Phải rồi, không giết, nhưng trị tội để sử dụng. Chúng ta trị Lưu Dung lần nữa. Thưa hoàng thượng, nô tài đã có một kế. Hoàng thượng xem, bảo bộ hộ chi 2 vạn lạng bạc chứ không phải 1 vạn lạng. Lưu An, dạ, thưa ông, nhà ngươi ở đây ăn vụng cái gì đấy hả? Dạ, tương vừng ạ. Ông nếm thử một miếng ạ. Ôi, sao ta trông giống như là phân đấy hả? Sao ông lại nói thế ạ? Con điên hay sao ạ? Đi gọi Trương Thành về đây cho ta. An này, tí nữa Hòa Thân, Bát Vương và Cửu Vương đến đây, nhà ngươi không được làm hỏng việc của ta đấy nhá. Phòng đã dọn sạch chưa? Sạch rồi ạ. Quét nhà rồi, treo tranh lên rồi ạ. Không, bỏ hết tranh đi, rắc đất vào. Đưa bàn ghế hỏng vào trong đó. Lấy bàn gãy ghế hỏng trong chuồng ngựa ra đây cho ta. Nhanh lên. Cái ghế cập kênh lắm ạ. Nhà ngươi không biết lấy gạch kê lên hả? Xong rồi, nhà ngươi với Trương Thành đợi ở cửa. Khi nào Hòa Thân đến, nhà ngươi nhìn vào trong nhà rồi nói: ai đó, ai đó. Ở trong này ta không lên tiếng. Nhà ngươi với Trương Thành ra sân sau chơi cờ. Ta bảo đưa khách vào thư phòng, nhà ngươi đưa vào cái phòng cũ nát ấy. Ta bảo lấy ấm đẹp, nhà ngươi lấy ấm sứt vòi. Ta bảo lấy chén đẹp, nhà ngươi lấy chén cũ ra. Ta bảo lấy chè ngon, nhà ngươi bóc chè vụn. Ta bảo lấy nước sôi, nhà ngươi lấy nước lã. Ôi, ông định làm gì thế này ạ? Cứ làm như ta nói, đi đi. Dạ thưa ông. Này, lau sạch đấy nha. Ôi, ông lúc nào cũng đùa với con ạ. Nhanh lên nhá, sao đi bên kia hả? Ôi. Đến rồi đấy. Con xin chào Hòa đại nhân và hai ông ạ. Ôi, sao trước cửa nhà ngươi lộn xộn thế hả?
đồ đạc để bừa thế này, chả ra thể thống gì cả. Thưa hòa đại nhân, ông nhà con đi chiết giang, vì không có tiền đi đường, nên mới đem những thứ này ra bán ạ. Giả nghèo, giả khổ hả? Báo Lưu đại nhân ngay, là ta, Bát Vương, Cửu Vương đã đến. Vâng vâng ạ. Ông ơi, Bát Vương, Cửu Vương và Hòa Trung Đường đến thăm ạ. Thưa các ông, con gọi rồi nhưng không thấy trả lời. Hay là chúng con chạy vào bẩm báo ạ? Đi đi, vâng ạ. Ôi, làm gì thế này không biết. Chả ra làm sao cả. Ôi, hôm nay sao mà nóng thế không biết. Không những nóng mà như lửa đốt ấy. Hòa đại nhân, Lưu phủ to không? Nhà ông ta làm sao mà to được? Thế sao bọn đầy tớ đi lâu thế? Chúng ta vào đi. Hòa đại nhân, chúng ta vào đi. Vào đi thôi. Này, các ngươi trông coi vàng bạc cẩn thận nhé. Đi nào. Lưu Dung. Lưu Dung. Ái chà, hai thằng mất dạy này. Bảo vào bẩm báo hóa sang ngồi chơi cờ ở đây hả? Dạ, ông còn đã ra cửa đón các ông rồi đấy ạ. Gì? Ra cửa đón à? Vâng ạ. Có nhìn thấy đâu? Ôi ôi ôi, xin chào Bát Vương, Cửu Vương, Hòa đại nhân. Lưu Dung, ông chui từ đâu ra đấy hả? Từ phòng ở ngoài cửa. Ôi, phòng ngoài cửa là chỗ của bọn đầy tớ. Dù sao ông cũng là quan tam phẩm cơ mà. Thưa ngài, chả còn cách nào. Tôi đi chiết giang thiếu tiền đi đường, đành phải bán ít đồ đạc. Tôi sợ hai thằng kia ăn bớt tiền của tôi, nên trốn trong ấy nghe chúng nó mặc cả. Con dám ăn bớt tiền của ông ạ? Ông ngủ cũng tỉnh hơn con đang thức đấy ạ. Chí được cái nỏ mồm. Lưu đại nhân, hoàng thượng giáng chỉ bảo chúng tôi đưa bạc đến cho ông. Ông cho người đi nhận mau. Chúng tôi còn về phục chỉ. Hoàng thượng đang chờ đó. Thưa ngài, hoàng thượng cho tôi bao nhiêu bạc? Bộ hộ chi? Hoàng thượng có khẩu dụ 1 vạn lạng. Đúng, 1 vạn lạng, 1 vạn lạng. Lưu An, đưa Bát Vương, Cửu Vương và Hòa đại nhân vào thư phòng nghỉ ngơi. Dạ, xin mời các ông ạ. Trương Thành, bảo họ mang bạc vào. Dạ. Ôi, hai vị đại nhân, Hòa đại nhân tránh ra để tôi còn kéo mành. Mời các ngài. Ôi, mùi gì thế này? Ấy ấy, mời các ngài vào, xin mời. Xin mời Hòa đại nhân. Lưu đại nhân, đây là thư phòng của ngài. Vâng vâng, trông xuềnh xoảng quá. Mời các ngài ngồi ạ. Mời ngồi. Lưu đại nhân, đây là ghế ư? Đúng, bên dưới chỉ thiếu cái chậu hứng. Tôi mà biết thế, sáng nay tôi sẽ đến thư phòng của ngài để tháo ra. Đại nhân bây giờ đang ở đây đấy thôi, xin mời. Xin mời. Tôi ngồi ở đây, được lắm. Xin mời.
Lưu An, mau lại đây đỡ ông dậy mau. Ồ, các ngài ngồi ghế đi, tôi ngồi đây vậy. Ôi, ngã rồi, làm hai ngày ngã rồi. An ơi, ta đã bảo mà, bảo bán hai cái của nợ này đi, nhà ngươi không chịu nghe. Bây giờ gãy hết cả rồi. Nhà ngươi đền đi này, đền đi. Tôi đền, tôi trả 100 lạng bạc. Ui, cảm ơn ngài quá, ngài hứa là ngài phải lấy đấy nhá. Ghế ấy là của ngài rồi đấy. Được, tôi mang đi, tôi mua. Ngài đứng dậy nào. Ui, sao nặng thế à? An ơi, đi pha trà nhanh lên. Lấy ấm đẹp, chén đẹp, trà ngon, nước đun sôi đấy nhá. Dạ vâng ạ. Ôi, mời ngài ngồi. Này, để đây. Đây là 4.000 lạng đúng không hả? Đúng. Mở hòm này ra. Phải tự mình rót trà hả? Hòa đại nhân hãy khoan. Trà này pha xong phải ủ một lúc. Ông ơi, ra đây con hỏi cái này ạ. Biết rồi. Ba vị đại nhân ngồi đợi một lát. Tôi ra một tí rồi vào ngay. Đi. Thưa ông, 2 vạn lạng bạc ạ. Nhà ngươi tự mình kiểm kê hả? Dạ, con kiểm ạ. 2 vạn lạng bạc này, nhận hay không đều bị chém đầu. Tại sao hả ông? Hoàng thượng khẩu dụ 1 vạn lạng, bộ hộ chi ra 2 vạn lạng. Ta nhận không xong, mà không nhận càng không xong. Chà, tên hỏa thân này kéo 2 vị thân vương đến ám hại ta. Trương Thành, bây giờ ta đi gặp hoàng thượng. 2 đứa canh ở cửa, không cho người nào ra khỏi đây. Ông ơi, các ngài, im mồm. Nói nhỏ thôi. Nhưng thân vương và hòa đại nhân sao chịu nghe con ạ? Nhà ngươi không biết dùng khóa để khóa họ lại hả? Nếu họ lấy chân đạp cửa thì sao ạ? Thì dùng chày cán gì mà đánh vào mắt cá chân? Nếu họ dùng tay bẻ khóa thì đánh vào cổ tay. Ông ơi, chúng con đánh các ngài, liệu chúng con có còn sống nổi không ạ? Đừng sợ, có ta cơ mà. Dạ có ông, nhưng chúng con mất mạng ạ. Cứ làm theo lời ta. Thưa ông, nếu các ngài hỏi ông, chúng con trả lời như thế nào ạ? Nói thế nào? Nhà ngươi không biết nói thế này à?
Trời ơi, ấm đẹp, chén đẹp, trà ngon là như thế này ư? Ui trà, trà hay là nước đáy ngựa không biết. Anh Thành, cửa kia khóa thế nào hả? Nghe đây, chúng mình vào trêu tức các vị. Khi họ giận dữ đuổi ta ra, chúng mình tiện tay khép cửa lại. Nhìn này, tách một cái, khóa cửa lại. Hay lắm, đi nào. Dạ, mời các ông dùng trà. Không uống. Thế các ông làm điếu thuốc nhé. Được đấy, đi lấy điếu cho ta, nhanh. Ôi, xúi quá, cái ống điếu của con lại bị nứt mất rồi ạ. Hay là con chạy ù ra mượn cái điếu của bà ở ngoài cổng cho ông ạ. Được, đi mau. Ôi, cái điếu của bà ấy mất vòi, không hút được ạ. Ôi, hai cái đứa mất dạy kia. Cút đi cho rảnh mắt. Cút mau. Dạ, cút ạ, cút ạ. Hai ngày này, tôi nghe ngoài kia có tiếng tách một cái. Chết rồi. Ôi, Hỏa đại nhân, ngài nghĩ nhiều cho mệt óc ra. Uống nước đi đã này. Không khéo, chúng nó nhốt chúng ta lại trong này cũng nên. Nó mà dám thế. Chúng nó mà dám làm loạn. Dù ta can tội ngồi nhà lao, nó cũng chả dám khóa cửa. Ngài không tin thì ra xem. Thì ra xem. Ôi, nó khóa chúng ta thật này. Thế này là thế nào hả? Hỏa đại nhân, để hoàng thượng đợi lâu quá, hoàng thượng lại trách ta không làm được việc, thế có chết không hả? Hai ngài cứ bình tĩnh, tôi sẽ có cách đánh lừa chúng nó để mở cửa. Lúc đó chúng ta ù té chạy ra. Được chứ? Được, được. Trương Thành Lưu An. Trương Thành Lưu An. Thưa đại nhân, có việc gì ạ? Chúng ta không uống chè nữa. Các người vào mà uống. Cảm ơn đại nhân. Chè đó ông nhà con mời các ông, chúng con không dám uống ạ. Không uống à? Không uống thì bưng nó ra. Chè này không uống nổi mà. Đại nhân không uống để đấy cũng được ạ. Vâng ạ, cứ để đấy ạ. Các người vào đây đi chứ. Dạ, không vào được, cửa khóa rồi ạ. Hỗn xược. Các người nhốt chúng ta trong nhà, các người định làm loạn à? Các người hỗn xược quá đấy. Thưa các ông, chúng con không dám nhốt đâu ạ. Vì ông nhà con thấy các quan trời nóng nực thế này mà mang bạc đến, nên áy náy trong lòng, muốn mời các quan ở lại xơi cơm. Bảo chúng con giữ các quan lại bằng được. Ông nhà con đi đong rượu rồi ạ. Thế sao không sai các người đi đong rượu hả? Dạ, ông nhà con sợ con ăn bớt tiền ạ. Đi đong rượu ở đâu hả? Dạ, đi sao hỏa. Trong kinh thành làm gì có sao hỏa? Dạ, đi Thông Châu ạ. Ôi, thế thì ta phải giải chiếu nằm chờ ở đây mất thôi. Các ngươi mở cửa cho ta nhanh lên. Không mở được ạ. Các ngươi mở cửa, nhanh lên. Mở cửa ra. Không mở được ạ. Ông con dặn phải giữ ba ông ở lại xơi cơm, nếu không sẽ đánh què chân con ạ. Để tôi. Thành, An. Thôi thì thế này nhá. Ba chúng tôi ở lại một người, xin cửu vương ở lại. Khi Lưu đại nhân về, ngài sẽ xin ông tha tội cho các ngươi. Thưa Hỏa đại nhân, ông con bảo giữ ba ông ở lại xơi cơm ạ. Nếu để hai ông đi rồi, ông về con sẽ bị đánh què chân ạ. Ông chúng con nghiêm lắm ạ. Các ngươi có mở cửa không hả? Các ngươi dám nói là không mở hả? Dạ, cửa này không mở được ạ. Chúng con không dám mở và không thể nào mở được ạ.
Úi chà, nói liền ba lần mà không mở hả? Phái viên bộ công Chiết Giang Lưu Dung bái kiến Hoàng thượng. Lưu Dung, có thần. Hòa đại nhân, Bát Vương và Cửu Vương ở đâu rồi hả? Các ngài đang ở nhà thần uống rượu ạ. Gì hả? Ba tên hỗn xược. Thế khanh đến đây làm gì hả? Hoàng thượng cho thần bao nhiêu bạc ạ? Bao nhiêu hả? Trẫm đã có khẩu dụ 10.000 lạng cơ mà. Vừa nãy Hòa đại nhân đến nhà thần truyền khẩu dụ là 10.000 lạng, khi thần kiểm kê là 20.000 lạng. Thần lấy làm lạ. Hoàng thượng khẩu dụ 10.000 lạng, bộ hộ đưa ra 20.000 lạng. Hoàng thượng xem nên. Chắc bộ hộ nghe nhầm. Thưa Hoàng thượng, nếu thần không nhận thì gọi là kháng chỉ. Nếu thần nhận thì mắc tội tham tiền phạm luật. Thưa Hoàng thượng, Hoàng thượng bảo thần nhận hay là không nhận ạ? Xin Hoàng thượng bảo thần ạ. Lưu Dung, có thần. 20.000 lạng bạc này chẫm cho khanh tất. Hãy nhớ lấy, việc đắp đê tiền đường hết sức hệ trọng, không được trễ nải. Thần đội ơn trời biển Hoàng thượng. Khoan. Dạ. Lấy bút mực ra đây. Đưa cho Lưu Dung, tạ ơn Hoàng thượng. Mang về mà xem, tuân chỉ. Các ngươi không mở ta đập nát cửa bây giờ. Mở cửa ra. Ông mà đạp cửa con sẽ đánh đấy. Tò gan quá đi mất, ta đạp cho mà xem. Ôi, bọn này lếu láo quá, chả ra thể thống gì cả. Bọn đầy tớ đốn mặt kia. Thằng gù kia, ta sẽ tính sổ với nhà ngươi. À, các ngươi dám đánh ta hả? Lưu Dung kia, chúng ta sẽ tính sổ với nhà ngươi. Ông về rồi đấy ạ. Ba vị kia còn đấy không? Còn cả đấy ạ. Lại đây. Ba vị kia bằng lòng để các ngươi nhốt trong nhà. Dạ, các ông ấy lấy chân đạp cửa. Anh Thành lấy chày cắn mì đập vào chân ạ. Nhà ngươi đánh thật à? Đánh thật à? Ông bảo con đánh, còn khách sáo gì nữa? Nhà ngươi không muốn sống nữa à? Ba vị kia là cận thần của Hoàng thượng đương triều. Ôi ông ơi, ông cứu con với, cứu con với. Đừng có làm ầm lên thế. Nhà ngươi muốn sống hay muốn chết hả? Dạ muốn sống ạ. Muốn sống hả? Vào bếp lấy con dao ra đây. Ông bảo con giết chết các vị kia. Nhà ngươi giả vờ dùng dao đập vỡ mũi cho nó chảy máu, rồi giả vờ điên giơ dao đuổi thằng An chạy khắp sân. Thằng An cứ kêu toáng lên giết giết. Lúc này ta sẽ vào giải vây.
Ôi, ông làm khổ con quá, chả còn cách nào hơn. Ôi, An ơi, đi giúp anh mày một tay. Đi, khẽ thôi. Ông đợi con nhé. Ôi, tôi làm sao mà đập nổi mũi mình hả? Tôi không nỡ đâu. Anh làm lấy đi. Anh mà không chịu đau chúng mình chết cả nút. Chảy máu chưa hả? Trương Thành điên mất rồi. Nó đòi giết tôi. Tao băm vằm mày ra. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Tao băm vằm mày ra. Cứu tôi với. Trương Thành điên rồi. Thảo nào nó dám đánh chúng ta. Chưa hẳn. Vừa nãy còn ăn nói bình thường. Điên cái gì? Tôi không tin. Trương Thành, sao anh lại điên lên như thế hả? Ông về bây giờ đấy. Ông gì cái thằng gù ấy? Cái thằng gù ấy. Ông về rồi. Ông về rồi. Tên gù nó về đấy hả? Tao sẽ đập dẹt cái lưng gù của nó. Bay đâu, trói Trương Thành lại cho ta. Chắc nó điên thật rồi. Lưu An, ta bảo giữ các ông ở lại ăn cơm. Sao lại khóa cửa thế này hả? Tao đập cho bằng cái lưng gù của nhà ngươi. Ông ta về cái kia lại mở cửa đấy. Mở cửa ra mau. Cút đi. Ôi, ba vị đại nhân. Ôi, ba vị đại nhân. Tôi đi có một tí, thế mà thằng Thành chết tiệt kia nó lại dám đánh các vị. Ta không tha các người đâu. Xin ba vị đại nhân nguôi giận, nó điên mất rồi. Đồ khốn kiếp. Ngài xem kìa. Nó điên thật rồi. Thằng gù kia. Thằng gù kia. Ngài xem kìa. Nó điên thật rồi. Nó dám chửi cả tôi là thằng gù. Điên hả? Tôi thấy thằng này chưa hẳn đã điên. Không điên à? Không điên sao nó dám chửi chủ nó? Thằng gù kia. Bây giờ thế này nhá. Ngài vào nhà Tiêu lấy ít phân xem nó có chịu ăn không. Ôi, ngài làm thế có thất đức quá không? Nó điên, ngài bảo nó ăn gì mà chả được. Nó không ăn, tức là nó không điên. Ông ơi, con đi lấy cho nó nhé. Này, tương vừng ngon lắm đấy. Lưu Dung, xem nó thì thầm với nhau cái gì kìa. Nó bảo là nó nhắm rượu với phân ạ. Lưu An, đi ra đằng kia lấy phân cho nó ăn. Dạ.
Ông ơi, ông ngửi xem. Hòa đại nhân, ông... Thưa ông... Ngon. Điên rồi. Ôi ngon quá. Hòa đại nhân, ngài nhìn rõ chưa? Ui ngon quá. Nó điên thật rồi. Nó điên thật rồi. Hòa đại nhân, ta đi thôi. Nhưng thằng này chả nhẽ chúng ta lại đi chấp một thằng điên. Phải đấy, về thôi. Khoan, các ngài ơi, còn khoản rượu tôi cất công đến tận Thông Châu mua về, ngài đến tận Quý Châu mua về chúng tôi cũng chả dám uống. Ôi, ngài là thân vương, tôi là quan tam phẩm, tôi phải hầu rượu các ngài mới đúng chứ. Thôi, thằng Thành nhà ông nó điên, nó dám đánh tôi. Thằng An mà điên bỏ thuốc độc vào rượu thì xong đời. Ôi, làm gì có chuyện ấy. Trời, vì bực mình mà suýt quên việc chính. Lưu đại nhân, đã kiểm kê bạc chưa? Rồi. Nhận cả rồi chứ? Nhận rồi. Hay lắm, thế là yên tâm. Mời hai ngài về. Hòa đại nhân và hai vị thân vương về. Tiễn khách. Thật thông minh. Xin chúc mừng Hoàng thượng. Xin chúc mừng Hoàng thượng. Các khanh không kéo trẫm vào phòng đã là khá lắm rồi, còn chúc mừng cái nỗi gì hả? Lưu Dung đã nhận 2 vạn lạng bạc ấy ạ. Đã cho rồi, tội gì mà ông ta không nhận? Thưa Hoàng thượng, chúng thần truyền khẩu dụ Hoàng thượng là 1 vạn lạng ạ. Còn 1 vạn lạng nữa. Các khanh không về phục mệnh, ở lại nhà Lưu Dung uống rượu hả? Thưa Hoàng thượng, Lưu Dung đến tận Thông Châu mua rượu, chúng thần có dám uống đâu ạ? Không uống thì các khanh đi đâu hả? Thưa Hoàng thượng, bọn đầy tớ phủ Lưu khóa trái cửa chúng thần ở phủ Lưu ạ. Một lũ giá áo túi cơm. Hòa thân, khanh gài bẫy Lưu Dung, thế mà bị ông ta đưa vào trong đã đành, chấm suýt nữa cũng bị đẩy vào bẫy. Lưu Dung có đi Thông Châu đâu, ông ta đến đây xin khẩu dụ của chấm. Chấm đã cho cả 2 vạn lạng bạc ấy rồi. Các khanh, một là tể tướng, 2 là thân vương, thế mà chịu để Lưu Dung nhốt trong nhà, bây giờ còn dám về đây tấu trình à? Nô tài đáng tội. Nô tài đáng tội chết. Thần đáng tội chết. Hồ Thắng, có nô tài. Nhà ngươi phi ngựa tuyên chỉ, bãi miễn phái viên bộ công của Lưu Dung, cử viên quan khác trông coi việc đắp đê, giáng Lưu Dung xuống làm quan ngũ phẩm, thu hồi 2 vạn lạng bạc đó, cử Lưu Dung làm chấp tạo tiền đường. Dạ. Thúy ơi, khóa cửa vào đi, muộn rồi đấy. Phải đi thôi. Nào, lên đường. Tất cả lên đường. Đi, đi nào. Khoan đã. Lưu Dung tiếp chỉ. Thần Lưu Dung nhận chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu ước, nguyên chiết giang tuần tra tam phẩm bộ công, nay đổi làm tiền đường chấp tạo ngũ phẩm. 2 vạn lạng bạc đắp đê tiền đường do bộ hộ cấp, nay thu hồi. Khâm thử. Đội ơn hoàng thượng.
Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lưu đại nhân, đưa số bạc này về cung với ta. Trương Thành, mang theo mấy người đưa số bạc đó về cung. Dạ. Không còn đi mau. Hoàng thượng sáng tối chiều mưa, chưa ra khỏi kinh thành đã giáng quan ba nấc. Theo kiểu này không biết còn đi đến đâu nữa. Lưu An, dạ, chuẩn bị kiệu. Thưa phu nhân, họ đi trả bạc không ai khênh kiệu ạ. Xem ra cái kiệu quan ngũ phẩm cũng chả được ngồi nữa. Trương Thành, nó đưa bạc vào cung rồi, phu nhân chưa nghe thấy sao? Ôi dào, Lưu An, đưa tấm vải che kiệu ra đây. Thưa phu nhân, kiệu xanh thì bé, kiệu tím thì to, không vừa đâu ạ. Lưu An lại đây, phu nhân hãy chờ tôi. Đi gọi mấy người khênh hai chiếc bàn lại đây, áp bốn chân lại với nhau, thế là được cái kiệu ngay mà. Đi, ôi phải lắm. Đi mau, đằng kia cơ mà. Đi lấy vải kiệu đi. Đưa bàn lại đây. Thế. Vải kiệu đâu? Nào nào. Đây. Thế, được chưa nào? Mỗi đứa một cái. Buộc lại như thế này, thấy chưa? Thành cái kiệu rồi mà. Ui giời ơi,